Tứ kết Champions League 2008, Man United trở về sân nhà Old Trafford sau khi đã cầm hòa thành công Barca tại Camp Nou. Ngay từ phút thứ 15 của trận đấu, Toscon đã làm nổ tung cầu trường nhà hát của những giấc mơ khi tung ra một cú rocket không cho Van Dijk lấy một cơ hội cản phá. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 và ngài Alex Ferguson hân hoan tuyên bố Scholes sẽ là cái tên đầu tiên ông điền vào đá trận chung kết tại Marker và bởi anh xứng đáng với điều đó. Trong một chiến đêm mưa tại sân vận động Luzhniki với chiến thắng dành cho Manchester United sau loạt luân lưu định mệnh, sự quan tâm đổ dồn cho Ronaldo và Tenney sau những cú đá trượt. Sau lần này, Scholes đã có thể yên tâm ăn mừng khi anh đã đóng góp phần quan trọng trong trận chung kết. Ngày 16 tháng 11 năm 1974, thành phố Manchester nằm co ro, sướng xịt trước một cơn bão tuyết đến sớm hơn thường lệ. Trong căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang của bệnh viện Hope ở vùng Pendleton, sản phụ Marina Scholes nhăn nhó trong cơn đau chuyển dạ, tay nhắm chặt tay ông chồng Tiguot. Họ đang đón chờ đứa con đầu lòng, một cậu bé mang niềm hy vọng và niềm vui cho gia đình mình. Không lâu sau đó, tiếng khóc oe oe vang lên làm sáng bừng căn phòng u ám. Đó là thời khắc của một biểu tượng của Manchester United chào đời. Scholes, chàng tiền vệ tí hon nhưng đã khiến cho một đội bóng trở nên vĩ đại. Cái lạnh nghiệt ngã của mùa đông năm đó đã khiến cậu mắc chứng hen suyễn, nguyên nhân cơ thể của Scholes không thể phát triển bình thường. Cho đến khi trưởng thành, chiều cao của Scholes chỉ là 1m68, quá thấp so với tiêu chuẩn nhân trung học của châu Âu đối với một tiền vệ bóng đá. Nhưng đó chưa phải đã hết, định mệnh còn ban tặng cho Scholes món quà nghiệt ngã khác: căn bệnh viêm lồi cũ trước xương chày, một dạng tổn thương xương khớp ở tuổi nhi đồng. Nhằm mục đích chữa bệnh và nâng cao thể lực cho con, ông bố Tiguot đã hướng cậu cả của mình tới bóng đá. 5 tuổi, Scholes đã được đăng ký theo học bóng đá tại một trường tiểu học trong vùng. Cứ như thế, trái bóng dính theo số phận của Scholes đến tận bây giờ. Trái ngược với thể chất yếu ớt, điều hiếm thấy với một con người chứa trong huyết quản mình dòng máu hung tợn của người Ireland. Scholes sở hữu một cá tính khá đặc biệt, đó là pha trộn của sự lì lợm, ương bướng, cứng rắn nhưng lại khá khép kín đến nỗi có lúc người ta tưởng Scholes bị tự kỷ. Song chính nhờ cá tính này mà Scholes trụ lại với bóng đá, vượt lên mọi rào cản từ thể lực, hệ hô hấp, xương khớp đến môi trường bóng đá máu lửa của khu vực trung tuyến. Biến anh từ đứa trẻ ốm đau, khực khừ thành cầu thủ khoác áo Man United bền bỉ nhất suốt từ năm 1988 đến năm 2013. Scholes có thể thi đấu bất kỳ vị trí nào ở trục dọc trung tuyến nhờ khả năng công thủ toàn diện. Scholes toàn diện đến nỗi ngay từ những bước đầu chập chững của sự nghiệp, anh thành công trong vai trò phương án chữa cháy cho cả Eric Cantona ở vị trí hậu công, đến Roy Keane ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Đó là nhãn quan chiến thuật nhạy bén, luôn hợp lý trong việc ra quyết định và kỹ năng chuyền bóng tuyệt hảo. Bất kể là chuyền gần hay chuyền xa, nhờ những phẩm chất ấy, Scholes đã thực hiện 77 đường kiến tạo trong suốt sự nghiệp tại ngoại hạng Anh. Ngoài ra, một điểm nổi bật không thể không đề cập đến ở Scholes là những cú sút xa như thể được nhồi thuốc nổ. Nhờ khả năng sút xa cực tốt như vậy, chàng bao bé nhỏ đã ghi rất nhiều bàn thắng đẹp trong sự nghiệp của mình. Bài thứ hai trả bóng lại cho Scholes băng lên dứt điểm cũng trở thành đồng tổ của Manchester United. Ai đã từng xem qua bàn thắng mà Beckham đá phạt góc và Scholes tung chân vô lây ở rìa ngoài vòng cấm hẳn sẽ không thể nào quên. Và nếu cần số liệu thống kê, hãy nhớ Scholes đã ghi 155 bàn cho Quỷ Đỏ, trong đó có 107 bàn thắng tại ngoại hạng Anh. Mùa đỉnh cao, anh ghi 14 bàn sau 33 lần ra sân tại đấu trường này và 22 bàn trên mọi mặt trận. Lưu ý, Scholes là một tiền vệ. Tổ chức trận đấu và tấn công ấn tượng là vậy nhưng đừng vội xem thường khả năng phòng ngự của Scholes. Tuy nhỏ con nhưng Scholes lại thuộc hàng thú dữ ở khu trung tuyến nhờ sự lì lợm, mạnh mẽ, bền bỉ và quyết liệt. Wenger từng khẳng định, Scholes không phải là một cầu thủ chơi đẹp. Đó là câu nói của một đối thủ truyền kiếp hay một chiến lược gia kỳ cựu tùy quan điểm. Như tất cả đều biết, Scholes thuộc thế hệ 92 huyền thoại của Quỷ Đỏ, cùng với David Beckham, Nicky Butt và hai anh em nhà Neville. Tuy nhiên, so với các chiến hữu, Scholes bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Gary Neville, người gần như gắn bó với Scholes cả tuổi thanh xuân, mãi mê với trái bóng, mới vừa chia sẻ về Scholes khi còn khoác áo đội trẻ Man United. Scholes quá nhỏ bé, quá yếu đuối. Cậu ấy không hề có sức mạnh. Bạn có thể hạ gục Scholes chống vánh vì cậu ấy thấp bé nhẹ cân. Không những vậy, Scholes còn bị hen suyễn nên không thể chạy xa. Cậu ấy không nhanh và cậu ấy không bao giờ có thể đánh bại bạn. Hồi đó, Nicky Butt mới là một con quái vật. Vì yếu đuối như thế, Scholes không hề có tên trong đội trẻ Man United vô địch FAIN Cup năm 1992, tiếng vang đầu tiên và định hình thế hệ 92. Sir Bobby Charlton từng nói, "Tôi rất thích Paul Scholes. Anh ấy đại diện cho tinh thần của Manchester United và những gì tốt đẹp nhất của bóng đá." Kể từ lần đầu ra mắt cùng cú đúp bàn thắng trong trận đấu gặp Bolton tại Cúp Liên đoàn Anh trong gần 20 năm sau đó, các khán giả tại Old Trafford được chứng kiến hình ảnh của một cầu thủ có nhãn quan chiến thuật siêu việt theo cùng một bộ não xử lý tuyệt vời. Từng đường chuyền,
từng pha chọc khe đã làm nên thương hiệu của Bauskon. Những quả chuyền dài của anh được cho là đặc sản mà cho đến tận bây giờ tất cả mọi người đều phải nể phục. Một khi sở hữu quả bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm, gần như các tiền vệ cánh của Man United chỉ cần chạy vào quả bóng sẽ tự tìm đến chân họ. Đó là một năng lực kinh khủng nhưng mang thiên hướng tuyệt vời. Xabi Alonso hay bây giờ là Paul Pogba cũng từng có khả năng chuyền bóng với Kylian như vậy nhưng cùng luôn ở một tầm khác. Sự nghiệp của Scholes không phải là không có những điểm trừ mà chính vì lối chơi năng nổ và mạnh mẽ quá mức cần thiết của anh đã khiến cho anh phải nhận 120 FA cười trong mọi giải đấu, trong đó có 10 lần bị đuổi khỏi sân. Một số khách ghen ghét Scholes, chế giễu anh bằng cách đưa chàng tiền vệ người Anh vào câu hát cửa miệng của mình, tạm dịch là Paul Scholes, ôi một cầu thủ, xấu hổ khi anh còn chẳng biết tắt bóng. Tất nhiên việc hành xử bạo lực không bao giờ xuất hiện trong tâm trí của Scholes, chàng cầu thủ người Anh có nỗi lòng của riêng mình. Tôi biết tắt bóng chứ chỉ là đôi khi tôi chọn sai thời điểm. Thực lòng, tôi không cố ý làm ai bị tổn thương cả. Tôi không muốn bất kỳ một cầu thủ nào phải ngã ra sau cú tắt bóng của mình và nhăn nhó cùng đôi chân bị gãy. Là một con người giản dị và giàu tình cảm, đôi khi Scholes chọn gạt bỏ những ham muốn cá nhân đang sụp sôi vì lợi ích của người khác. Scholes có một cậu con trai bị mắc chứng tự kỷ. Vì thế tình cảm của người cha là rất quan trọng. Để bệnh tình con trai suy giảm, Scholes không muốn phải thường xuyên xa nhà. Anh chia sẻ, tôi bắt đầu chơi cho tuyển quốc gia từ năm 1997 và được làm việc cùng những người giỏi nhất để tranh tài ở các giải đấu không thể quên. Euro 2004 là một trải nghiệm tuyệt vời, nhưng đây là thời điểm thích hợp để tôi và gia đình quyết định sẽ dừng lại. Với suy nghĩ đó, Scholes quyết định chia tay màu áo của đội tuyển quốc gia ở tuổi 29. Nhiều người cho rằng chàng tiền vệ người Anh là hèn nhát. Một số khách thấy đó là lý do đánh giá chàng hoàng tử tóc vàng mãi mãi thua kém nếu đặt cùng Gerrard hay là Lampard. Còn với Scholes, anh không có thời gian để phiền muộn bởi ít ra anh đã sống đúng với những lý tưởng bản thân mình mong muốn. Hơn 20 năm cống hiến hết mình, để khi dừng lại, Scholes đã có trong tay 11 ngoại hạng Anh, 2 Champions League và một dòng máu quỷ đỏ. Chẳng cần quả bóng vàng nào hết, tất cả các cổ động viên tại Old Trafford đều vẫn tôn thờ và nể phục Scholes. Có một câu chuyện thú vị vẫn được kể đi kể lại ở Old Trafford. Trong một buổi tập bình thường như mọi ngày, Cristiano Ronaldo thường hay tập luyện và khởi động với những động tác múa may để tạo nên sự khác biệt với đồng đội. Ronaldo kể rằng, tôi thích thực hiện những kỹ thuật mà ít ai làm được. Thế rồi Scholes tiến về phía trước tôi. Anh ấy chỉ vào một cái cây cách đó 50m và thi xem ai có thể sút trúng cái cây đó và trúng ít nhất một lần. Tôi thực hiện tới 10 lần cú sút nhưng không tài nào sút trúng. Trong khi Scholes lại sút trúng trong lần đầu tiên, anh ấy chỉ cười và đi về chỗ khác. Điều mà Scholes muốn nhắn nhủ với Ronaldo đó là hãy tập luyện nghiêm túc đi. Đừng có ra vẻ ta đây giỏi giang vì có những người còn giỏi hơn cậu đấy. Cũng chính vì những điều này mà lứa thế hệ 92 của Man United, không phải David Beckham, anh em nhà Nevin hay Jan Gisma, chính Paul Scholes mới là cầu thủ giành được nhiều tình cảm từ các cổ động viên nhất. Thậm chí anh còn được xếp ngang hàng với Eric Cantona, tương đại bất hủ tại sân vận động Old Trafford. Báo chí xứ sở sương mù nổi tiếng rất thích soi mói đến cuộc sống riêng tư của các ngôi sao, nhưng với Scholes thì việc này khác khó khăn. Scholes là một tài năng xuất chúng, một ngôi sao bóng đá, nhưng cuộc sống thường ngày của anh lại vô cùng bình dị như bao con người khác. Anh kết hôn cùng người bạn gái từ thời thơ ấu của mình, Claire Rogart, và có 3 người con, Alicia, Aaron và Aiden. Tính cách của con khá nhút nhát khi ở ngoài sân cỏ, trái ngược hoàn toàn với các cầu thủ chuyên nghiệp khác. Anh tự trả lời trên kênh truyền hình của Man United rằng, tôi thấy khá là ngại khi đứng trước máy quay. Đó chỉ là con người anh, bình dị, thầm lặng và đơn giản. Trong một lần hiếm hoi phỏng vấn trước khi Euro 2004 diễn ra, Scholes đã mô tả một ngày lý tưởng của anh như sau. Tới sân tập từ sáng sớm, đón con từ trường về, chơi đùa với chúng, uống trà. Tối thì cho con đi ngủ và xem TV một chút. Trong thời đại đồng tiền đánh bại đi lòng trung thành, câu chuyện Scholes trở thành của hiếm như cách Roy Keane miêu tả. Cậu ta không mắc bệnh ngôi sao, không thèm có người đại diện luôn. Chỉ cần chơi bóng trong màu áo đỏ mà thôi. Đối với Man United, Paul Scholes luôn dành trọn trái tim mình cho câu lạc bộ này. Suốt 19 năm thi đấu chuyên nghiệp, anh không hề thi đấu cho một đội bóng nào khác. Anh đã dành hết tình cảm và những thứ đẹp nhất đời mình cho Manchester United với biết bao vinh quang hay khó khăn. Ngay cả khi đã giải nghệ năm 2011, nhưng Scholes vẫn quyết định trở lại vào năm 2012 giúp Man United khi đội bóng gặp phải khủng hoảng nhân sự do các cầu thủ chấn thương hàng loạt. Điểm kết về câu chuyện của Paul Scholes thật hòa hảo với câu nói của huyền thoại Brazil. Tôi luôn thích thú khi được xem cậu ấy thi đấu. Nhìn cậu ấy chuyền, một cậu bé với mái tóc đỏ và chiếc áo màu mỏ.